Với 11 cú sút trúng đích trong 29 lần dứt điểm cầu môn, Manchester United chạm thành tích tốt nhất trong một trận đấu ở Premier League mùa này. 3 trong số những cơ hội đó được tạo ra từ đường chuyền dài hơn 50m. Trước mùa giải này, Quỷ Đỏ chỉ một lần tạo cơ hội với đường chuyền từ 50m trở lên. Đó là một sự thay đổi lớn và thật trùng hợp khi Bruno Fernandes hoạt động trong vai trò lùi sâu. Vào thời điểm Casemiro, Christian Eriksen không có mặt, bạn phải tìm ra giải pháp khắc phục. Tôi muốn một cầu thủ có thể thi đấu lùi sâu để triển khai bóng và thực hiện những pha phát động tấn công. Tôi quyết định kéo Fernandes lùi xuống và cậu ấy thể hiện xuất sắc, huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định. Những pha chuyền bóng vượt tuyến của Fernandes có độ chính xác cao và nhiều lần đặt đồng đội vào thế thuận lợi để ghi bàn. Trong 45 phút đầu trận, Fernandes hai lần thực hiện tình huống đưa bóng từ bên phần sân của Manchester United vào khoảng trống phía sau hàng thủ đội khách. Đó là thời điểm Everton thực hiện kế hoạch pressing tầm cao và không đủ quân số để chống trả các đợt chuyển trạng thái của Manchester United. Phút 22, Fernandes phất quả bóng vượt khỏi tầm với của Ben Godfrey. Công việc còn lại của Anthony khá dễ dàng. Anh dốc bóng tốc độ và đối mặt với thủ môn Jordan Pickford. Tiếc là pha dứt điểm của cựu sao Ajax chưa đủ độ hiểm để thành bàn. Tương tự ở phút 28, tiền vệ người Bồ Đào Nha quét tầm mắt thấy Marcus Rashford đang ở vị trí thuận lợi. Anh rót bóng chính xác để tuyển thủ Anh xâm nhập vùng cấm Everton. Một lần nữa, chỉ có sự xuất sắc của Pickford mới giúp Everton tránh khỏi bàn thua. Chiến thuật của Manchester United khá rõ ràng. Họ thực hiện 6 đường chuyền dài có khoảng cách trên 30m để tạo cơ hội. Fernandes là nguồn cảm hứng để các vệ tinh xung quanh mạnh dạn mở khóa hàng thủ Everton bằng các pha bóng dài, The Athletic nhận định. Phong cách của ông Erik ten Hag như thường thấy ở Ajax là kiểm soát và pressing ngay trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan cũng khá thực dụng và linh hoạt trong cách bố trí chiến thuật. Casemiro bị treo giò còn Christian Eriksen không thể đá chính do chấn thương, huấn luyện viên ten Hag quyết định sử dụng Fernandes ở vị trí số 6. Cựu huấn luyện viên Ajax tận dụng khả năng quan sát nhạy bén và chuyền bóng tốt của Fernandes để làm chủ khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Scott McTominay và Marcel Sabitzer dâng cao hỗ trợ tấn công. Ten Hag làm vậy vì ông hiểu rằng Fernandes có khả năng luân chuyển bóng tốt hơn cặp đôi tiền vệ chơi ngay phía trên mình. Cách sắp xếp của Ten Hag được đền đáp, Fernandes có ngày thi đấu thành công bởi các hậu vệ của Everton không thể đối phó với các tình huống phất bóng dài. Không ghi bàn hay kiến tạo nhưng Fernandes được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Sơ đồ đường chuyền của Fernandes trước Everton, màu vàng thành công, màu đen không thành công. Điểm nổi bật là phạm vi chuyền bóng khá xa của số 8. 16 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, hoàn tất 6 đường chuyền dài, 5 đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn và 3 lần thu hồi bóng là những thông số phản ánh màn trình diễn chất lượng của số 8 trước Everton. Huấn luyện viên Son Dike thừa nhận các cầu thủ Everton đã cho phép Fernandes chơi bóng quá tự do. Ông khẳng định các học trò không theo kịp mối đe dọa và không thể phản ứng trước những pha xử lý của Fernandes. Sau trận thắng Everton, Eriksen nhiều khả năng tái xuất ở đội hình chính cùng thời điểm Casemiro hoàn thành án treo giò. Khi ấy, Fernandes sẽ được huấn luyện viên Ten Hag trả lại vị trí sở trường, tức là tập trung vào nhiệm vụ sáng tạo ở phía trên thay vì chơi lùi sâu như hai trận vừa qua. Huấn luyện viên Ten Hag một lần nữa cho thấy tài ứng biến của ông trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Fernandes cũng phải có năng lực mới đáp ứng được chuyên môn. Cần biết rằng cầu thủ 28 tuổi được sử dụng trong nhiều vai trò ở mùa giải này, dạt cánh phải trái, tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm và tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Ở vị trí nào, Fernandes cũng hoàn thành nhiệm vụ. Marcus Rashford là cầu thủ ghi bàn số 1 của đội. Casemiro mang tới sự thay đổi lớn cho tuyến giữa nhưng Fernandes ngày càng chứng minh anh là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Manchester United. Không phải ngẫu nhiên Fernandes nằm trong số những thủ được sử dụng nhiều nhất trong top 5 giải châu Âu mùa này. Cậu ấy có vai trò thật sự quan trọng, cái cách cậu ấy truyền năng lượng cho tập thể rất khác biệt. Trên sân, cậu ấy là cánh tay nối dài của ban huấn luyện để đưa ra các chỉ đạo, đấu pháp và là nguồn cảm hứng cho toàn đội, Ten Hag nhấn mạnh.